Ok, hello anh em. Vì hôm qua mình đã đăng một cái clip hướng dẫn cách chain để làm sao có được con Shiny Agent Ninja trên giả lập PC, tức là bên Visual Boy Advent á. Thì mình cũng biết là cái đa số các bạn hầu như trên cái cộng đồng chơi Pokemon giả lập này á, thì ai cũng có chơi đa phần ha, chiếm đa phần hơn là chơi trên điện thoại rồi. Thì ít có ai mà còn lại có cái laptop hay là có bản PC nào mà ngồi ở nhà chơi như mình lắm. Thì tại hiện tại thì do mình xài điện thoại của iPhone thì không thể nào chơi được giả lập Pokemon trên điện thoại rồi. Thì mình chủ yếu cái clip này mình sẽ dành cho những bạn xài Android ha các bạn. Thì cái clip này không phải là của mình nha, mình nhắc lại luôn, cái clip này không phải của mình mà mình đã tìm được của một bạn nước ngoài, và đây là cái clip hướng dẫn. Đây các bạn có thể đọc nữa mà, đây no check nữa mà, tức là không có check nha, tất cả những cái nào mình làm cũng như không có liên quan là không có check nha bạn. Đó là những con Shiny Agent sao cho một con inbound nè. Đó thì cách làm nó cũng như mình hướng dẫn trên cái Visual Boy thôi, nhưng mà ở đây là dành cho trên điện thoại nè bạn. Các bạn thấy cái giao diện khá là quen thuộc với các bạn không? Đây các bạn, mình nghĩ mình chưa từng chơi trên điện thoại thì mình nghĩ đây là cái giao diện trên điện thoại bạn. Thì có cái này là các bạn chú ý vào cái nút gạch này thôi, quan trọng cái nút gạch thôi, đừng có quan tâm tới chút LR làm gì hết. Đó chủ yếu là nút này rồi là cái nút menu đó. Rồi thì mình nghĩ các bạn nên sử dụng My Boy hoặc là VBA để chơi giả lập Pokemon thì nó mới sử dụng, mới có thể chain được. Và cái này hoàn toàn sử dụng trên một giả lập như vậy, trên một giả lập không có xài hai giả lập, cũng như là không có xài hai cái máy như vậy, trên một giả lập duy nhất thôi. Rồi thì bây giờ mình sử dụng như các bạn nè, đây là cái chỗ mà các bạn đến. Bước đầu tiên ha, bước đầu tiên các bạn phải vào bản Chrome inbound Better Fortier trước, cái gì mình sẽ để dưới đường link luôn đó. Thì ở đây nhân vật này chúng ta sẽ chạy về nè, sẽ chạy về cái Pokemon Center như các bạn đã biết rồi ha. Đó rồi thì nó ở đây nó sẽ nhập cái code thì hôm qua mình đã có nói để rồi đó, thì mình cũng có thể thì mình sẽ để lại dưới này luôn, như trên video cũng sẽ có sẵn đây các bạn đó. Giờ đó mình sẽ nhập cái code này vào đó, đây để thôi nhập, để bạn này nhập hết cái code vào trước để bạn, và những cái bước sau mình sẽ nói tiếp. Rồi để đây các bạn, như mình nhập ha, các bạn nhập thì các bạn sẽ nhận được con Agent Ninja thôi đó. Thì các bạn sẽ bỏ qua hỏi các bạn thích đặt tên gì tùy, thì ở đây thì bạn này có đặt tên nè, không đặt thì thôi, không quan trọng cái bước này đó. Thì cái bước này tiếp theo chúng ta sẽ là đi ở bên này, như mình làm như này các bạn đó. Thì trên giả lập RBA thì các bạn sẽ dùng cái này, các bạn sẽ dùng cái bản Better Folder, các bạn sell nói chuyện và sell trước với mình nha. Đây cái bước này bạn này đang sell nè đó, nói chuyện và sell nó lại trước. Đấy, sale nó lại. Đó, cái bước này nó sẽ dừng ở đây nào bạn. Đó, có nhiều bạn thắc mắc là tại sao nó lại bị bleed away và chỉ có nút B và không nút A đúng không? Thì nó bước ngay đây, các bạn sẽ dừng ngay đây nào bạn. Để nguyên vậy luôn. Đó, và tiếp dừng bạn ở đây, các bạn ứng vào đâu không? Các bạn thấy cái bảng sổ lên bảng này là cái gì? Cái bảng này chính là ở cái phần menu hình tam giác đấy các bạn. Nếu các bạn có chơi thì các bạn đây là biết cái chỗ này là các trường check, code, sell, link, remote nữa đây. Tất cả đây những cái này khá là quen thuộc với các bạn rồi. Mình nghĩ nếu mà các bạn đã chơi trên cái điện thoại thì cái này là cái menu ha. Cái quan trọng là các bạn sẽ ứng vào cái này, link local với mình. Cái link local này tức là sao? Tức là đây là được link liên kết tới một bản ROM khác. Nhưng nó không phải là cái gì nha bạn. Này cái link local này, đây các bạn sẽ ứng vào link local với mình nè, bạn này sẽ ứng vào link local đó. Thì hiện tại bạn này đang load cái file game là Inbound Better Tower, Better Fortier đó, bản demo 1.4.5.1 file zip các bạn ha. Rồi các bạn sẽ tiếp tục là ứng vào link link local, sẽ nó sẽ sổ cái bản này đúng không? Đó thì các bạn sẽ ứng vào in order RAM giúp mình, in order RAM đấy, nó sẽ sổ ra đây, tức là đây, cái form này, cái này tất cả là những cái bản ROM mà các bạn lưu trữ trên máy của các bạn đó. Đó các bạn sẽ tìm tới bản inbound của bạn, bản inbound bản V version 1.0.0, tức là bản complete. Các bạn có thể đào trên Pokemon Earth hay là dưới đường link mô tả gì của mình cũng được, không sao hết. Đó thì các bạn sẽ sổ nó xuống cái được cái bản mà các bạn đang chơi, tức là cái bản mà hiện tại các bạn đang chơi luôn á. Đó các bạn ấn vào
thì nó sẽ tự động nó load. Đấy, nó load tới bản ROM mà các bạn đang chơi luôn. Đấy, các bạn chờ nó vào ha. Đấy, đây. Đó, đây là bản ROM mà bạn đó đang chơi dở nè. Thì các bạn đang chơi ở đâu chứ đừng tới Pokemon Center đó thôi, không quan trọng bạn. Đó thì ở bên này cái người thứ hai đó là cái bản ROM cái bản trang chế các bạn cũng nó y chang vậy và sale lại một lần nữa y chang luôn. Đó, sale lại. Khi các bạn làm được bước này rồi á thì nó tự động nó nhảy nè. Đó, nhảy phải không? Các bạn link local lại thêm lần nữa. Đấy, các bạn đây mình sẽ lướt lại lại nè. Nó thôi chỗ này nó hơi mờ, bạn này lập cũng hơi nhanh chỗ này ha. Đó, chỗ này cái sợ đúng không? Các bạn ứng vô link local lại, bật link local lại với mình. Bật lại link local. Đó. Và chọn lên bản Battle for the Earth với mình. Đó, khi bạn chọn bản Battle for the Earth đúng không? Thì nó sẽ có là xuất hiện nè, đúng không? Nó cho nét rồi các bạn. Đó, các bạn ấn A, đi Enter thì trong thằng này sẽ vô trước. Bên Battle for the Earth này sẽ vô trước. Nè, tự động vô luôn. Rồi, các bạn switch game qua bản Inbound 1.0.0, nó cũng tự động vào luôn nè các bạn, bây giờ. Đó thì hai bên nó vô y chang vậy thôi. Đó thì các bạn sẽ switch qua switch lại, tức là link local á, link local với nhau, chọn lên chọn xuống thì sẽ nhảy được hai bản game khác nhau. Đó thì bạn chọn bên này ok, xong rồi bạn nhảy qua bên kia chọn con kia ok là xong, cũng khá là đơn giản bạn. Thực ra mình cũng làm được nhưng mà tại mình không có chơi trên điện thoại nên mình không có nào hướng dẫn các bạn được đó, nên mình phải mượn cái clip để mình reaction các bạn đó. Đúng không? Các bạn thấy không? Ok, thì bạn nói cho mình chuyển qua chuyển lại, nhưng các bạn thực hiện thao tác tắt và tắt lại giữa hai cái trang web khác nhau vậy đó các bạn. Nó đơn giản vậy thôi. Đó, công kiến thức thì y chang, không gì khác. Khác ở chỗ là cái chỗ này nè, nó hơi mập mờ ở chỗ là link local nữa bạn. Nên cái này mình thấy tùy giao diện các bạn, mình không nói trước là không biết phải cái giao diện nó như thế nào các bạn. Tùy giao diện trên điện thoại các bạn có thể nằm bên góc trái, ở góc phải hay là nó ẩn ở đâu đó trên cái giao diện các bạn, tùy các bạn bản ROM hay là cái máy bạn giao diện để nha các bạn. Đó, thì quan trọng là cái chỗ này nè, bạn bật link local lên thôi, bật link local lên nè. Đó, chuyển qua chuyển lại giữa hai cái bản ROM thôi. Đấy, xong. Nó là xong rồi đó bạn. Đây là cách làm trên điện thoại bạn, mình thấy nó còn dễ hơn cái gì nữa, nó còn dễ hơn trên PC của mình nữa bạn. Nhưng có một số bạn lại không biết làm, mặc dù mình đã chỉ trên comment đó nhưng mấy bạn cũng không biết làm. Thế thì thôi mình cố xem mình có tìm được cái clip nào không, thì nên hơn trước clip mình hơn là tìm được cái clip nào bạn. Đó nên mình reaction cho các bạn luôn. Chứ thực tế mình không biết nói sao cho các bạn hiểu, chứ mình làm thì làm được á, mà mình nói những cái mình làm ra rất là khó các bạn hiểu không? Nó không có truyền đạt được những cái mình hiểu lên cho các bạn. Đó, thì giờ các bạn chọn chọn cancel và các bạn đi ra thôi. Cancel thì đi ra ngoài thôi chứ không có gì hết đó bạn. Cái bước này thì không có gì, còn không còn lại gì hết. Đấy, cái link qua bên kia các bạn cũng chặn con cancel lại thôi. Đấy, khi các bạn cancel qua hai bên thì nó tự động văng ra ngoài thôi. Đó, xong. Link local, quan trọng có link local đó. Đấy, xong thì các bạn sale lại. Đây, nó chuyển qua rồi nè bạn. Không, nó chuyển qua xong thì các bạn sale lại thôi. Sale lại thì các bạn tiếp tục trải nghiệm game của mình thôi chứ có gì đâu. Rồi. Hết rồi đó bạn. Như đó rồi. Chọn vậy trong vòng 5 phút. Nói 5 phút nhiều chứ thực ra nó chỉ tầm 3 phút là các bạn làm, các bạn thấy làm xong rồi, nhưng do mình hướng dẫn cái chỗ mà link local cái này là đó, cái chỗ này nó hơi rối với những phần mà mình nói trong reaction đó thì nó sẽ dễ với bạn hơn. Thì thực tế bản ROM này nó không có tiếng, với là bạn này là quyết là cái lồng nhạc vô thôi, mà mình không dám bật nhạc các bạn ơi, tại vì sợ dính bản quyền mình đã tắt nhạc đi rồi, và nó chỉ có chữ thôi bạn, mà chữ bằng tiếng Anh mình sợ các bạn không đọc được nên là mình đã phiên dịch bằng reaction, chứ không là mình để tiếng mình chèn cái chữ tiếng Việt vô cũng được mà. Nhưng mà chạy vô nhiều khi là sợ các bạn lại không hiểu nữa đó, nên là nó miệng luôn. Rồi thì video cứ như đó thôi, hướng dẫn các bạn trên trên giả lập trên điện thoại. Rồi các bạn thấy hay các bạn chụp like được subscribe cho kênh của mình nha, cảm ơn các bạn nhiều, bye bye.